anh có thể kể lại cái giây phút mà ngày hôm đó là anh thấy thì nó diễn biến như thế nào, là người kêu la kêu cứu như thế nào, anh có thể kể cho em nghe được không anh? Đi xem nước ở trong kia kìa. Dạ. Bị tạt xong rồi gãy tay, chạy ra thì bắt đầu bảo là hô làng chết hết rồi. Đấy, ra đấy thì được 4 người. Người ta vớt lên gọi là nhìn. Bên này 11 người, bên này 12 người, xong ngoài kia 3 người. Xong ra đến ngoài kia 7 người, nó hôm sau cũng quải hết người luôn, xong rồi khiêng xác về để mà chôn cất đấy. À. Ui dồi ôi, 2 ngày giá chiến ở đây nó còn gọi là cái ám ảnh luôn. Là người cứu cũng như là người khiêng xác là anh luôn. Đấy, cũng bọn anh chạy. Dạ. Yeah. Lúc đầu cũng gọi là sợ lắm. Nhưng mà cuối cùng ấy, mình cũng kiểu nghị lực mình bảo là còn vớt được ai thì cứu người đấy. Nhưng mà cuối cùng là toàn cái kiểu là khiêng người ta về chôn cất thôi, còn chứ không phải là cứu được nữa. Yeah. Còn nếu mà ở xa hay là như thế nào ấy là gọi là cũng như người không mặc quần áo. À. Đến ngày 3 thì tìm được chân, hai cái chân. Đến ngày thứ 4 thì tìm được người mất đầu, mất thân. Dạ. Yeah. Nhìn xót lắm. Ngay ngày hôm qua cũng tìm được với cái cánh tay ở đây. Oh. Thế là nước thổi bay lên trên nền sắn kia luôn. Ừ. Đã chết rồi đấy. À, nó còn chảy vô trong đó nữa ha. Nó chảy vô, kia vớt được một phát vào trong cái vùng nước kia. À. Dạ, Lộc Tàng xin mến chào quý ông bà cô chú và các anh chị. Thì lời nói đầu tiên cho phép Lộc Tàng gửi lời chúc đến quý ông bà cô chú anh chị trong kênh là luôn có nhiều sức khỏe, bình an, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn được sống. Thì trước mắt quý ông bà cô chú anh chị, đây là một cái nơi mà an táng cho người mà tìm kiếm được với cả nhà nè. Những nạn nhân ở dưới làng Nũ mà khi mà tìm được thì đều mang lên đây để rồi mà làm thủ tục để đưa đi chôn cất. Thì cả nhà có thể nhìn thấy là những cái bát nhang hiện tại bây giờ là đang còn cắm rất là nhiều cây nhang ở đây. Thì hôm trước anh em Lộc Tàng có lên đây á, là quay á, là đã có một thi thể mang về đây rồi nha cả nhà. Và thi thể đó là thi thể nam, trôi cách đây tầm cỡ 10 km ra đến mãi cái đập thủy điện của nhà cái anh công an mà bị cuốn hết nhà đó cả nhà. Đây là những cái mà chúng ta nhìn thấy là rất là rùng rợn ở đây. Không biết bao nhiêu xác người được mang về đây để mà làm thủ tục để bỏ vào quan tài đây cả nhà này. Đó. Dựng những cái như thế này để che cho người đã khuất. Ví dụ như ban đêm về là phải để ở đây. Rồi sau đó là ngày mai là đem đi chôn cất luôn. Thì cái chỗ chôn cất thì cũng đâu nơi gần nơi những cái đồi này thôi cả nhà. Ở trên những cái đỉnh đồi này nè. Đó là họ chôn cất ở trên đây. Thì đây là cái khu vực mà tập kết xác người về đó cả nhà. Thì nói chung là nhìn vô thế là ám ảnh và cám cảnh vô cùng. Đó. Những cái phong bạt, những cái bát nhang đang còn sót lại ở đây. Lực tàng ngày hôm nay sẽ đi vào trong sâu hơn những cái khu vực mà mình chưa đặt chân đến để mình khám phá xem coi có những cái gì hay không, để lực tàng sẽ truyền tải cho cả nhà để cả nhà nắm bắt nha. Đó, đứng ở đây có một mình lực tàng nhìn thấy cũng hoang vu và ướt lạnh coi cả nhà. Không biết bao nhiêu xác lại đưa về đây rồi. Quan tài hôm bữa họ đặt ở đây luôn này cả nhà. Ngày hôm nay thì chắc là hết rồi. Đây là những cái đồ mà thân tang này, vải này, để cuốn đây này. Đang còn đây cả nhà. Quần áo mới để mặc này, mặc cho những người đã mất. Cả nhà theo. Về là cho mặc quần áo mới, nhưng mà đến ngày hôm nay thì Lực Tàng nghĩ rằng không mặc nữa rồi cả nhà. Còn đâu còn gì nữa đâu mà mặc. Chắc có khả năng là đã mục nát thân hủy rồi. Quá ghê gớm cả nhà. Bây giờ chúng ta sẽ đi thẳng lên con dốc này, đi sâu lên trên kia coi. Lực Tàng thấy có một nhóm người đang đông lắm, đang làm gì trên đó, để xem coi có cái gì không nha cả nhà nha. Đây cả nhà, nhìn từ phía này nè, đâm thẳng về cái rãnh đồi mà trên cái đỉnh mà nước nó sạt lở về đây đây cả nhà nè, lũ quét nó về đây nè. Lực Tàng sẽ zoom lại cho cả nhà xem. Cả nhà có thấy những cái rãnh không? Đó, là dòng nước ghê rợn nó đổ từ đó trên đó về đây nè cả nhà. Bữa nay lên trên đài thì đứng nhìn thấy rõ hơn. Đúng không ạ? Hôm bữa mình chỉ thấy được một cái đỉnh đồi màu đỏ ở một bên thôi, còn ngày hôm nay là chúng ta đứng ở đây là chúng ta nhìn thấy ngay nơi giữa rãnh luôn.
đó là nó đổ nước về là ngay cái giữa rãnh này nè cả nhà. Ở trên đó là núi con voi đó, đó cái đầu con voi đó cả nhà thấy không, đây là cái đầu nè, còn này là cái đuôi nè, và nó đổ ngay nơi cái giữa mình của con voi này, từ trên cái đầu con voi nó đổ uốn lượn về đây, nhìn là nó xoáy sâu luôn rồi cả nhà, thấy không? Còn lại sót lại những tảng đá và cái dòng chảy của nó thấy ghê gớm không? Đó. Khủng khiếp không cả nhà? Trên đây có những cái ngôi nhà mà họ đang phơi những cái dàn bắp đây, họ cả nhà nhìn thấy đẹp không cả nhà? Đẹp ha, dàn bắp, bắp họ treo lủng lẳng đây. Đây là bắp giống nha cả nhà. Người ngoài đây kêu bằng ngô đó. Một cái căn nhà nhìn rất là thơ mộng ha, rất là rộng luôn đó. Và trên này thì cũng còn một số cái ngôi nhà đang ở đây nè cả nhà. Đa phần là trên đây lợp bằng lá cọ hết luôn. Nhà nào cũng nhà sàn lợp lá cọ hết. Đó. Cũng ở thưa thớt chứ không có dày lắm nha cả nhà. Đó, trên cái đỉnh con voi đó. Ồ, đứng đây nhìn thấy con voi rõ ràng luôn cả nhà. Đứng đây nhìn thấy hình ảnh của con voi rất là rõ ràng luôn. Đó. Đây là cái đầu con voi nè. Quá rõ luôn đúng không cả nhà? Nhìn y chang con voi. Ồ chà, đứng đây là còn rõ hơn nữa nha cả nhà. Đứng đây là phải nói đến là nhìn toàn cảnh luôn á. Người dân mà ở trên đây mà đứng mà quay được cái vụ sạt lở thì đúng là phải nói đúng bài luôn cả nhà. Thước phim đó mới là cái thước phim giá trị đó. À, đứng đây là nhìn thấy rõ ràng đúng trên cái đỉnh mái tú trên kia nó dồn về cả nhà, nhìn quá chỉ là khủng khiếp luôn. Đây nó đi đến đâu là nó cuốn cả cây cả cối để trơ trọi lại như thế này đây nè cả nhà. Đấy, nhìn cái rãnh chảy nước xuống nè. Hôm bữa anh em lực tàng là vô cái khu vực này nè, tìm ở đây rồi nè, là người thân của chú Cai nằm khúc này, còn chưa ra được đến đây nè, dòng chảy của nó về nè cả nhà thấy không? Khủng khiếp chưa? À, nhìn ghê ghê rợn quá. Đúng ngày hôm nay qua đây thì mới khám phá ra, mới nhìn mới rõ được như thế này đây. Chứ đứng bên kia là mình cứ nhìn dưới dòng sông, nhìn lên thôi chứ không thể thấy được những cái hình ảnh như thế này được. À, cả nhà nhìn thấy là buổi giữa trưa nắng như này mà vẫn có những cái làn khói, làn gọi như là giống như thể là làn sương cả nhà. Nó âm u mà nó hiền bí, nhìn thấy ảm đạm mà nhìn thấy lạnh người luôn đó cả nhà. Càng về đây thì càng thấy rõ cái hình con voi, nó có cái mông rồi nó có cái đầu. Bao nhiêu tấn đất đá bắt đầu nó dồn về đây, nó nổ quả núi này, nó làm đùng 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 đùng, bắt đầu nó ập xuống nhà dân. Người ta đứng đây là cách xa lắm rồi đấy nha cả nhà, và đứng trên đồi rất là cao rồi đó, để mà quay cho cả nhà đó. Đấy. Có một điều rất là lạ lùng này cả nhà, nó đổ thì nó đổ thẳng từ ngay cái mép đó, mà nó lại không dồn về cái hướng thẳng về mấy cái ngôi nhà này. Nó không dồn về đây. Về đây thì lên đến cái đỉnh này là không thiệt hại bao nhiêu đâu nha cả nhà này. Đó, nó đâm thẳng về đây thì không thiệt hại bao nhiêu hết á. Đó, từ tính từ cái chỗ lực tàn đứng đây, đưa thẳng cái máy lên nè. Đó, nếu mà nó đâm thẳng về đây thì lại không thiệt hại bao nhiêu. Nhưng nó lại vòng một cái xuống dưới cái làng cái bản dưới đây nè. Đó, nó đi dọc theo cái dòng bên dưới này cho nên nó mới thiệt hại nặng như vậy. Chứ nếu mà đâm vào đây thì chỉ có mấy cái ngôi nhà này là mất thôi nha cả nhà. Và lên đây rồi thì sẽ có cái bờ đất này nó chấn lại. Thì nó sẽ không thiệt hại bao nhiêu, nhưng mà không biết lý do về sao mà nó lại tràn theo cái dòng đó rồi nó lao xuống nhà dân ở dưới đây. Thì chắc hẳn là nơi cái bờ đó thì có khả năng cao
là nó hơi cao hơn một tí và nó đổ kiểu gì mà nó lại uốn hình chữ cờ, chữ L như vậy đó. Để rồi mà nó lao xuống cái nhà dân, để cả nhà thấy nó rất là lạ lùng ha. Đây. Đó, thường nếu mà nó nãy là nó đâm thẳng về đây rồi. Đây nó lại chạy vòng. Chắc là bên dưới đó nó thấp hơn đó cả nhà. Giờ chúng ta sẽ tiếp tục đi xuống dưới để xem như thế nào nha cả nhà nha. Đây, lực tàng đi sát đúng đến tận cái hiện trường luôn cho cả nhà nhìn thấy đó. Ở đây cũng là cái ruộng lúa mà thấp mà cả nhà, đúng không? Lúa đang trong thời kỳ chín đây nè cả nhà. Đây à, cũng thấp mà sao mà nó không, nó đổ từ trên đó đổ về đây mà nó không đổ thẳng một cái về đây, mà nó lại đổ vòng xuống dưới đây nha cả nhà. Đó, đúng lý ra là nó đổ, hay là cái này nó lấp đầy lên rồi. À, ngày xưa là nó trũng nha cả nhà, cho nên là nó chảy vào cái dòng trũng nó ở trên đây nó cao cho nên nó không đẩy lên đây được. Cả nhà thấy không? Nếu như mà ấy là nó chạy thẳng xuống đây đúng không? Đó. Nguyên giống như thể là cái máng mà cái mướng mà để cho nó cái đường cái rãnh đó. Để nó đổ dồn những cái đất đá về đây. Ra đến tận bên này rồi. Này mới qua đây quay được. Ờ, mấy mốc ra mốc kia ha. Đang tìm kiếm kia. Đây, dạt lúa. Trời ơi, chanh gối mùng mì. Đứng núp ở đây tí cho nó mát cả nhà, ôi trời nắng. Bên đây tìm thấy sáng giờ tìm thấy được người nào chứ chị? Chưa được người nào mà họ nghi ngờ ở chỗ đó hay sao mà họ móc nhiều dữ ta? 14 xác chưa tìm thấy. Dạ. À, cái chỗ đó có khả năng nguy cơ cao là dễ thấy đó ha. 52 người rồi còn 14 người nữa. Ô như vậy là dạ. À, thoát được ừ. À tức là những người đó là họ chạy lên đồi nhưng mà sao mà mấy ngày sau họ mới thông báo ta? Tức là họ trốn đi hả chị? Họ ở trên đồi luôn à? À. Tức là họ ở trên đồi. Tính ra thì 37 lóc nhà là bay hết. À. 37 nhà là bay luôn cả nhà không còn tí nào. Dạ. Là tính ra những cái người đó mà họ sợ chắc họ không dám quay về nữa. Đúng không? Sợ. Ồ. Đi bệnh viện Hà Nội có một người lặng quá là chết rồi mang về. À. Trong còn nhà đấy thì còn một đứa cháu nữa. Dạ. Một đứa cháu của cô cháu ở nhà đấy. Cũng nặng lắm, không khả thi nữa. Dạ. Nhà đấy thì vợ chết này. Một đứa con trai chết này. Dạ. Hai đứa cháu. Cháu vẫn riêng một đứa cháu chưa tìm thấy, con gái. Vậy là vợ là con là hai này, đứa cháu gái là ba này, đứa cháu trai thì đang làm viện. Dạ. Cũng không khả thi đâu. Em đứa cháu đấy là bốn. Có mỗi ông người chạy thoát được, ông dậy sớm ông đi xem nước. Ừ. Ông ở trong nhà thì cũng lo. Trong có ba nhà là xóa sổ hoàn toàn, không còn người nào. Như vậy là tính ra cũng 60-70 người chết à? 60-70 người. Là 52, 66 người. Là hôm qua hình như em nghe đâu là 18 người được về. Với trước 8 người nữa là 26. Ừ. May mắn là sống sót là vượt được là trốn mất tích luôn mà đến ngày hôm qua mới quay trở về thông báo làm số lượng người tìm kiếm. Dạ. Ừ. Đây, bữa nay em mới đứng đây em mới nhìn thấy trên cái đỉnh kia. Ôi, những cái hộ này ở nó xa, nó đỉnh kia xa. Chỗ này đẹp lắm, nó chỉ thấy phải này thôi, nó không có đồi ở sau đâu. À. Không ai nghĩ là đây là nguy hiểm đâu. Em đang thấy nó hơi lạ ở cái chỗ là tại sao nó lao từ trên nó lao mà nó không lao thẳng về đây. Đúng rồi, nó đồi con coi. À. Đồi mình đây nhìn còn xa mà. Ừ. Cái chỗ mà nó lao là không phải cái chỗ lở ấy đâu, phía trên nó lao. Nó lao trên cái mắt con voi kia sao kìa. Đấy, phía trên ấy. À. Từ đây lên thì nó cái rưỡi nữa.
thì em đang nói là nó lao thẳng là sao, nó không lao thẳng lại đây. Cái đồi mình nhìn mờ mờ ấy. Ừ. Không phải là cái đồi ngay gần đấy đâu. Ừ, mà đồi tôi đồi cuối cùng á. Đồi cao nhất ấy. Trên đấy thì nó có mạch nước ấy, hoặc là nó có cái hang. Là ở ở đây là nó cao đúng không chị? Trên đây là nó cao hơn, còn dưới này cao cao hơn đây tí thôi. Cao hơn đây tí. Vâng. Nó không có đồi đằng sau. Mà sao nó lạ nhỉ? Nó sao nó không đâm thẳng về đây? Ở đây họ bảo là chỗ này có ai nghĩ được nguy hiểm đâu. Có mấy ông mà chuyển về đây ở ấy thì là họ ở gần Tali, họ sợ họ chuyển về đây nhé. Dạ. Thế lại thành nguy hiểm. Là chị cũng người dân ở đây luôn hả chị? Làm ở xã này. Chị làm ở xã này hả? À, là làm trong xã đó. Thế là em thấy nó hơi là lạ. Vào đo xem mấy cái nhà này đẹp lắm, địa hình rất là đẹp. À. Em có còn một tấm hình của người dân, người ta cho em coi cái bản này đẹp lắm. Vâng đấy, trước khi mà họ chưa có báo lũ ấy. Dạ. Đẹp lắm, cái bản này nó phải đẹp. Bây giờ mình cần hết rồi đâu. Tức là nó cứ chảy là cái chỗ nào trũng nhất là nó chảy vô. Dạ. Dưới đó là nó trũng. Cái chỗ này mình là không có gì chắn. Dạ. Nó nao luôn thẳng. Nhìn cái chỗ này ghê quá. Đây, hy vọng chỗ này múc lên thấy lấy vài người nữa để cho nó khỏe. Ừ. Áo chanh mùng mền đây. Đúng rồi. Đây mới là may này. Em thấy đây mới là may này. Có 2-3 nhà đây này. May cực đi nhá. Đẩy ở đây. Đẩy hình vòng. Ở xa cả bên kia nhiều. Ở chỗ nào nhiều? Cái đường một cái nhà xây xanh xanh ở ngoài. Ờ. À, là nó trôi về dưới. Cao cao cái này mà, nó chắn thì nó chỉ xác nó trôi xuống dưới thôi. Dạ. Nó nhiều lắm. Các bác ở đấy đi. Hôm đầu tiên rồi nó bị tắc đường. Toàn phải đi bộ thôi. Dạ. Và các chú đội này quân đi bộ. Cho vô hòm luôn. Chỗ đây chắc sâu đó. Sâu lắm, sâu. Ôi là cái đôi chồng trẻ chồng chết thấy, vợ chưa thấy, còn đứa con, đứa bé. Còn đi viện. À. 500 đường, gãy chân này. Này mổ chân. Dạ. Đầu thì không. Bố mẹ phải nói là khổ. Đứa lớn thì Hoàng Hường kéo đi. À. Hoàng Hường kéo đứa lớn đi. Là nhà đây đó ha. Đây nhà nó. Nhà bên kia. Cho cái đường bê tông ra. Ừ. Đây, dạ. thằng bé may nhỉ? Ờ. Thằng bé may thế. Còn thằng lấy xuống Hà Nội hôm kia chôn rồi, chết. Ờ. Hôm nay khiêng hai người đầu tiên. Anh hả? Anh là người khiêng hai người đầu tiên. Dạ. Còn hai người, 13 người. Dạ. 13 người gọi là lúc cái sạt cái đồi này là tầm một chùm. Tiếng thì bắt đầu có người bên này chạy sang gọi thì bắt đầu bọn anh sang cứu được cái đứa bé là cái nhà chỗ kia kìa. À. Hết rồi đúng không? Hết. Rồi, hết rồi đúng không? Bố mẹ cũng chết hết. Dạ. Còn lấy được bố, còn mẹ bây giờ chưa tìm thấy. Dạ. Còn thằng anh trai bây giờ Hoàng Hường lấy đi lên trên mua nhà cho. Dạ. Còn đứa em bây giờ đang ở bệnh viện. Anh có thể kể là cái giây phút mà ngày hôm đó là anh thấy thì nó diễn biến như thế nào, rồi người kêu la kêu cứu như thế nào, anh có thể kể cho em nghe được không anh? Hôm đấy là nếu mà ấy là anh ở làng bên cạnh thôi. Dạ. Thì lúc 6 rưỡi thì anh lên số đỉnh đèo kia anh ngồi chơi thì thấy người ta lấy một người đi xem nước ở trong kia kìa. Dạ. Bị tạt xong rồi gãy tay chạy ra thì bắt đầu bảo là hô làng chết hết rồi. À. Thế bọn em mới chạy sang đây thì thấy gọi là đoạn ngoài đầu đường vào ấy, thấy mênh mông nước hết. Thì mênh mông nước hết thì thấy đội ở trong này kéo một người ra thì lấy đi sơ cứu. Còn đội ở trên này, đội ở bên làng bên này gọi được làng bên này nó xuống bên này nó kéo người ở bên này lên đỉnh kia. Đỉnh kia nó lấy vòng sang kia nó ra làng.
Dạ. Thế là lấy ra đấy thì được 4 người. 4 người, hai cháu bé thì cứu được, còn cái người người trai mà mấy người cháu bé mà bọn em chạy theo nước lũ và lấy theo mưa ấy, chạy theo đồi sang về Bảo Yên cấp cứu ấy, thì là đứa em bé đấy còn sống. Còn người con trai thì hôm kia lại xuống Hà Nội ấy, xuống Hà Nội mất, xong là hôm chiều hôm kia ấy lấy về là bây giờ cũng chôn cất rồi. Dạ. Yeah. Xong mà tính ra là hôm quay lại về đây thì lũ bên này là xác người ta vớt lên, gọi là nhìn bên này 11 người, bên này 12 người, xong ngoài kia 3 người, xong ra đến ngoài kia 7 người, nó hôm sau cũng quải hết người luôn, xong rồi lại khiêng xác về để mà chôn cất đấy. À ui dồi ôi, 2 ngày giá chiến ở đây nó còn gọi là cái ám ảnh luôn, là người cứu cũng như là người khiêng xác là anh. À, luôn đấy, cũng bọn anh chạy. Dạ. Yeah. Xong đội bọn anh có 12 người là khiêng người đi cứu rồi. Yeah. Quay lại cũng tập trung nhau hộ khiêng xác lên đồi các thứ luôn, xong rồi đi khiêng xác theo bờ đường vừa suối về luôn. Dạ. Yeah. Ủa nhìn lúc đấy em gọi là lúc đầu cũng gọi là sợ lắm, nhưng mà cuối cùng ấy mình cũng kiểu nghị lực, mình bảo là còn vớt được ai thì cứu người đấy, nhưng mà cuối cùng là toàn cái kiểu là khiêng người ta về để chôn cất thôi, còn chứ không phải là cứu được nữa. Dạ. Yeah. Không muốn bỏ người ta ở suối, ở bờ sông, bờ đường. Lúc đấy là bọn cứ chạy từ đầu đường kia về tập kết ở theo khu cái có bạt biết ấy, nó mấy trạm ấy. Dạ. Yeah. Cứ tập kết ở gần đâu rồi đặt đấy, xong lại đi khiêng tiếp. Lúc đấy nước nó còn to cơ, còn bắc cái cầu tre, hai cái cầu tre ra qua suối để lấy xác nữa cơ. Ừ. Đấy. Ui bây giờ nghĩ lại nó kiểu như giấc mơ ấy. Dạ. Yeah. Bây giờ vào đây nó kiểu như ám ảnh, nó như giấc mơ mà. Ừ. Ai thấy bùm phát thì hết một cái làng hơn 30 hộ, gần 100 người bao giờ. Lúc đầu cả làng đến mùa học này đưa con học các thứ qua đường, qua bản chào nhau đoàn hoàng. Bây giờ vắng tanh. Dạ. Yeah. Đến mùa học vắng tanh ấy, nó nghĩ buồn, xót lắm. Anh em láng giềng đây cũng là kiểu họ hàng gia đình, kiểu họ hàng, nhà họ hàng, nhà con bác, con chú hết thôi. Dạ. Yeah. Thế là nhà anh là họ hàng là ra đi mất bao nhiêu người? Ờ, tất cả là 16 người. Trời ơi. Trong dòng bây họ. Bây giờ tìm được 10 người còn còn 8 người đấy. Dạ. Yeah. Là cái lúc mà anh xuống anh thấy người chắc là đang bò lổm ngổm ở dưới đây hả? Ờ, xuống đến kia là bắt đầu người ta lôi ở bên này. Ừ. Bên chỗ bộ đội đang tìm kiếm ấy. Là lôi lên tất cả 10 người. Còn bọn em lại khiêng chôn 2 người. Yeah. Còn bên ở ngoài chỗ cầu mà mình rẽ vào đây ấy, chỗ cầu ngoài nữa cơ. Là 7 người bỏ từ cái cầu đấy ra cái đường quốc lộ của anh ấy. Wow. Là bỏ theo đường ấy, là đến hôm sau mới bắt đầu đi khiêng sang được suối ấy, bắt cầu sang khiêng được suối ấy. Và thế thôi thì ấy xong ta để ăn đấy. Đoàn thì cứ hỏi nhưng mà nhiều cái không buồn, các không chả muốn tắm không, nói được. không nói ra làm gì là... buồn quá đúng không anh? Lúc nước mắt nó chảy hết rồi. Dạ. Yeah. Nhìn đang thương, chưa vào đây chơi các thứ, từ kia vào đây quanh từ đường này ra kiểu là anh em nhà hết sang đây vòng vòng vèo vèo, bây giờ nhìn một đống đất. Dạ. Yeah. Quá sợ. Giờ đang ám ảnh những cái người mà họ chứng kiến ngay tại cái hiện trường, ngay cái bữa đầu tiên này xác người nó toàn là người. Yeah. Còn nếu mà ở xa hay là như thế nào ấy, là gọi là cũng như người không mặc quần áo. À. Đến ngày thứ 3 thì tìm được chân, hai cái chân. Đến ngày thứ 4 thì tìm được người mất đầu, mất thân. Yeah. Ủa, nhìn xót lắm. Ngay ngày hôm qua cũng tìm được với cái cánh tay ở đây. Oh. Cũng không hiểu là người của ai. Không biết là của ai luôn á. Thì lúc đấy nó cũng kiểu là bị phân hủy một phần. Dạ. Yeah. Nó bị phù lên phân hủy. Với lại nhiều cái nó dính nước không nhiều ngày. Đến ngày hôm sau đã nhiều người đã nhận dạng đã sắp không thành không ra rồi. Dạ. Yeah.
Em thấy là cái đỉnh đồi kia nó chảy thì đúng rí là nó phải chảy lại đây thì nó đỡ thiệt hại đi này. Nó chạy thẳng á. Đây nó không chạy thẳng. Cái đồi kia ấy. À. Ngày xưa nó còn bé tí thôi. Ừ. Nhưng mà bây giờ nó sạt cái đồi từ trên kia xuống cái chỗ trắng trắng ấy. Dạ. Cái chỗ trắng trắng nó vòng sang bên này nó đạp đi đạp lại nó mới lên luồng to thế ở toàn đất thôi. Dạ. Còn ra đến ngoài nó có chạt đến ruộng đâu, nước nó bé tí. À. Đấy. Thì còn hôm mà thiêng người thứ 17 vậy sao? Lên lấy là từ chỗ mà nó phóng ra này. Dạ. Quay vào cái nương sắn ấy. Là người đấy là nuôi cá tầm ở đấy. Dạ. Đấy là người đấy là ở bên trong làng. Còn làng ở bên ngoài này, nuôi cá tầm ở trong đấy là đi xem nước. Dạ. Thế là nước thổi bay lên trên nương sắn kia luôn. Ừ. Đã chết rồi đấy. Dạ. Là những người đó hình như là gia đình của nhà chú Cai đúng không? À, nhà chú Cai. Cai. Đâu? Nhà ông Cai đây này. Còn đây là như là bà con anh em của nhà ông Cai. Người nuôi cá tầm mà nó ngoài kia. Ừ. Nó vào nuôi cá tầm đó. Ừ. Là anh trai. Là thổi mà kiểu gì mà lại văng lên đọt sắn được nhỉ? Đấy. Thổi mạnh thế. Yeah. Còn nếu mà trung tâm làng này từ đấy, từ mấy cái nhà kia lên đến bùi giếng ngang khoang thôi. Ừ. Xong dọc từ đây xuống đến chỗ dưới này. Dạ. Xong sang bên này. Còn bên dưới kia là ruộng. À. Chỗ bên mu đất là cấp cao như là từ đấy là ruộng. Dạ. À, cái chỗ đó họ đang nghi vấn rất là nhiều mà bây giờ máy múc hình như ngừng rồi sao ạ? Cái chỗ đất này nó đang khơi nước thôi. Dạ. Khơi nước để tìm trong ở trong cái vũng kia kìa. À, nó còn chảy vô trong đó nữa ha? Nó chảy vào kia vớt được một phát vào trong cái vũng nước kia. À. Xong là kiểu là lúc đấy cái nhà dân ở kia nó đứng ở trên cái mỏm, nó chạy lên cái mỏm đồi kia ấy, nó vẫn thấy người với ở khu bùn này. À. Nhưng mà không cứu được. Dạ. Thì cái bùn này bây giờ nó sâu rơi vào tận 3-4 mét. 3-4 mét. Thì bây giờ đang khơi nước để nó xiết dần, nó chảy dần đi sau này mới bới được nước. Dạ. Chứ bây giờ chưa người động vào đây rồi. Đúng rồi. Nhìn ở mặt nó cứng thôi nhưng mà ở bên dưới nó lún. Em nghĩ chắc dưới đây vẫn đang còn này. À. Còn chắc luôn đó. Cho nên là họ túc trực họ làm để mà họ tìm kiếm. Bùn mà bùn cỡ 3-4 mét thì giờ làm gì mà móc xuống dưới được. Sâu vậy. Quá khủng khiếp. Dạ rồi em cảm ơn anh nhiều nhá. Dạ. Đó, đây là cái anh mà chứng kiến tận mắt và đi cứu người ngay từ cái bài ban đầu mà lũ ập vô đó cả nhà. Là anh đó là người thân họ hàng của anh đó là mười mấy người luôn. Và anh đang rất là buồn khi mà cũng nán lại chia sẻ với Lực Tàng một chút xíu. À, thì cả nhà thấy rằng là rất là tội nghiệp cả nhà. Nghe anh kể mà anh cũng còn rơm rớm nước mắt, nói không cần nước mắt để mà khóc nữa. Nhìn thấy rất là tội thương luôn. Không biết là sẽ như thế nào trong cái thôn này khi mà những người còn sống họ vẫn đang rất là ám ảnh với những cái hình ảnh mà thực sự rằng là một cái ngôi làng quá đẹp, quá thơ mộng mà đến bây giờ nó tan hoang ra như thế này đây cả nhà. Đây là những cái cáng mà khi mà tìm được xác là có thể bỏ lên đây để khiêng đi đây cả nhà. Là làm những cái cáng tạm thời như thế này bằng những cái tấm bạt, sau đó là lòng cây nứa vô để khiêng. À, quần áo của người dân này. Ôi chào. Tan hoang khu vực này đấy cả nhà. Bình ga vẫn đang còn đây. Gỗ rồi này kia đây. Nói chung là đồ vẫn còn sơ qua nhưng mà người thì mất đâu rồi cả nhà. Như là đến mà sốt không cả nhà. Bên trong đấy còn người chắc. Người ta sẽ hy vọng là sẽ tìm được. Họ đang túc trực ở đây để tìm kiếm thêm hình như là 10 ngày nữa, gần 10 ngày nữa họ mới nghỉ nha cả nhà. Thì đó là cái ngày giờ mà quy định là bên cấp trên họ nói cho Tàng nghe như vậy mà không biết có đúng hay không. Nhưng mà chắc cứu thì cũng tìm trong thời gian đó rồi phải ngừng lại thôi chứ đúng không cả nhà. Rồi thì bây giờ Lực Tàng xin tạm khép lại clip ở đây. Có thông tin gì thì Lực Tàng lại tiếp tục cập nhật trong clip tiếp theo cho cả nhà để cả nhà nắm bắt nhá. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại.